Xin được chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đang đến với chương trình Hát cùng đam mê Karaoke Việt Nam 2020. Thưa quý vị, và đứng bên cạnh MC Minh Hòa lúc này là một chị gái có một chiếc váy rất là rực rỡ. Xin chào chị Luyện. Vâng, em chào anh. Vâng, thưa quý vị, và chị Luyện đến từ Hòa Bình. Chị Luyện thân mến, vậy buổi tối ngày hôm nay chị chuẩn bị bài hát gì để gửi tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình? Vâng, tối hôm nay em đã chọn một bài hát được mang tên Anh Đã Thay Lòng để gửi đến tất cả trường quay của nhà mình và tất cả các anh chị ham mê ca hát. Đam mê ca hát đúng không? Đam mê ca hát ạ. Và cái bài hát Anh Đã Thay Lòng đó là một bài hát mang âm hưởng bolero đúng không chị? Dạ đúng ạ. Vâng, thưa quý vị, và chị Luyện đang là thành viên trong câu lạc bộ giao lưu âm nhạc Kết Nối Yêu Thương Ba Miền. Và xin mời quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta hãy vào nhóm đó đúng không chị? Đó, để dạ, thường xuyên live stream hát cho nhau nghe, hát xả check và giao lưu với những tuyệt phẩm bolero, những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa sẽ rất tuyệt vời đúng không chị? Dạ vâng ạ. Và chị Luyện thân mến, vậy lúc này đây thì chị đã thấy cái tâm trạng của mình thấy nó thoải mái chưa? Hơi một tí ạ. À, chị không có phải rụt rè và không có phải căng thẳng gì nhé. Đây, chị coi đây là cái sân khấu của mình này. Sân khấu karaoke gia đình. Đúng chưa? Đó, thì trong những cái buổi mà chị đi offline với nhóm hội đó, nó vui vẻ như nào thì chị coi đây là cái sân khấu nó cứ như thế. Được không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và xin mời quý vị chúng ta hãy nhắn tin bình chọn cho chị Bùi Luyện với cú pháp OK, dấu cách 029 gửi tới tổng đài 8577 để giúp cho chị Luyện với chiếc váy đỏ rực rỡ này sẽ có cơ hội được vào những đêm thi tiếp theo của chương trình. Và bây giờ Minh Hòa không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa. Xin mời chị Luyện hãy thể hiện hết mình với bài hát Anh Đã Thay Lòng, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Nhật Minh. Chúc cho chị sẽ hát thật hay, thật cảm xúc với bài hát này. Dạ vâng em.
Tại sao anh dối gian để lòng em nắng tan ôm mối duyên bè bạn. Tình yêu em đã trao người hết rồi, để đó riêu hồng anh đâu hay biết cho lòng em cười nước lệ mà đâu anh phủi pháo đỏ riêu hồng anh đâu hay biết cho lòng em cười nuốt lệ. Một giọng hát rất là chân chất, rất mộc mạc, rất là đáng yêu, rất tuyệt vời. Xin chúc mừng chị Luyện. Chị Luyện thân mến, chị thấy thế nào với phần thi của mình? Em thấy là hơi run run, nhưng vẫn phấn khởi vì cũng đã được tham dự cuộc thi hôm nay ạ. À, chị thấy hài lòng với bài hát mình đã thể hiện chưa? Cũng hơi hài lòng thôi, còn chưa hài lòng mấy vì em vẫn hơi run. Đó, thưa quý vị, đó, nhìn cái miệng của chị này rất là tươi, là thấy là cái sự hài lòng của chị rồi. Vâng, xin mời tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn hãy nhắn tin bình chọn cho chị Bùi Luyện với cú pháp OK, dấu cách 029 gửi tới tổng đài 8577. Và chị Luyện thân mến, hiện nay thì chị đang sinh hoạt trong câu lạc bộ giao lưu âm nhạc kết nối yêu thương ba miền đúng không? Vậy trong cái câu lạc bộ đó là gồm những thành viên cả ba miền Bắc Trung Nam đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vậy thì cái cách thức sinh hoạt của câu lạc bộ của chị là sinh hoạt theo vào giờ nào trong ngày? Vâng, cứ có ca sĩ nào đăng ký hát là tất cả các anh các chị quản trị viên, phó chủ tịch cùng toàn thể các anh chị TV đều vào để cổ vũ và tặng hoa cho ca sĩ ạ. Vâng. À, tặng hoa rồi thì thả tim đúng không ạ? Dạ vâng. Vậy thì trong một năm ấy thì cái câu lạc bộ của chị là sẽ offline mấy lần để gặp nhau trực tiếp ở ngoài đời này? Vâng, trong một năm là câu lạc bộ cũng chỉ có gặp nhau một lần để gặp nhau ngoài, trong mạng thì rất là ấy, nhưng mà gặp nhau ở ngoài đời này ấy sẽ là chân thật hơn và có tình cảm hơn rất là nhiều ở trong câu lạc bộ ạ. Vậy cái buổi gặp đó thì vào cái dịp nào hả chị? Vâng, cách đây cũng được gần một tháng rồi ạ. À, vâng ạ. Rồi. Cách đây gần một tháng, sau đó là để mọi người còn chuẩn bị đón một cái Tết đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và xin mời cô chú, anh chị và các bạn chúng ta hãy tích cực tham gia để trở thành thành viên của câu lạc bộ Đam mê ca nhạc kết nối yêu thương ba miền. Để chúng ta lên đấy, chúng ta sẽ chia sẻ những khúc ca hay, những giai điệu đẹp để giúp cho cái tình cảm của chúng ta được gắn kết lại gần nhau hơn, đúng không chị? Dạ vâng ạ. Và thưa quý vị, cũng xin được mời tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn trong câu lạc bộ giao lưu âm nhạc kết nối yêu thương ba miền hãy đăng ký để trở thành thí sinh của cuộc thi karaoke Việt Nam 2020. Chị đồng ý không? Dạ có ạ. Vậy nhân đây chị có kêu gọi tất cả quý vị mà bình chọn cho chị và cũng xin mời tất cả mọi người hãy đăng ký để trở thành thí sinh của cuộc thi không? Có. Em mong tất cả các anh các chị cùng cả phó chủ tịch quản trị viên và tất cả các anh chị TV trong câu lạc bộ và ngoài câu lạc bộ sẽ mang những giọng hát của mình về đây để thử xem mình có hát hay không, hát mà cũng không biết được giải hay không, nhưng mà được lưu lại một cái clip của mình đi dự thi ấy là rất là tuyệt vời rồi ạ. Cảm ơn cả nhà mình yêu rất là nhiều, hãy ủng hộ cho em OK dấu cách 029 gửi tới tổng đài 8577 ạ. 8577. Vâng ạ, cảm ơn cả nhà mình yêu rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, và không hạn chế số lượng tin nhắn cho mỗi thuê bao quý vị nhé. Quý vị có thể nhắn tin bình chọn thoải mái với một thuê bao quý vị ạ.
Vâng, thưa quý vị, và chương trình Hát Cùng Đam Mê này là một sân chơi. Quý vị đến đây chúng ta sẽ được trải hết lòng mình, thả lỏng cơ thể, ca những bài hát mà mình yêu thích nhất để làm đẹp cho đời, để giúp cho cái sự yêu thương trong con người của chúng ta nó trỗi dậy, giúp cho giao tiếp hàng ngày của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, khấn khởi hơn. Đúng không chị? Giống như cái miệng của chị đang cười rất là tươi đó. Vâng, thưa quý vị, và trong mỗi tuần thi thì chúng tôi sẽ thực hiện mini show cho những thí sinh được bình chọn tin nhắn cao nhất. Và với mini show này sẽ phát sóng trên kênh truyền hình VTC6. Vậy ngay lập tức, ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy gọi điện theo số hotline đang chạy trên màn hình đăng ký để trở thành thí sinh của chương trình Karaoke Việt Nam 2020. Và thưa quý vị, đồng hành với mùa thi năm nay là nhà thuốc gia truyền Dư Ba. Vậy nhân buổi tối ngày hôm nay, từ phía nhà thuốc gia truyền Dư Ba có gửi tặng cho chị Bùi Luyện một phần quà. Xin chúc mừng chị. Vâng, em cảm ơn nhà thuốc Dư Ba. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Nếu bệnh nhân bị xơ gan thì chị có thể uống thuốc khoảng độ 3 ngày bắt đầu chuyển bệnh. Khi 3 ngày chuyển bệnh thì bụng bắt đầu nhỏ dần, nhỏ từng ngày một. Bệnh nhân có thể nhìn thấy bệnh chuyển bệnh một cách rõ ràng lắm. Chứ nó không lâu đâu. Mà cái xơ gan thì nói chung là trong vòng một tháng hầu như là khi bệnh nhân uống thuốc đúng chỉ định thì hầu như là bụng gần như bình thường. Nhà thuốc Đông y gia truyền Dư Ba sở hữu bài thuốc quý của dân tộc Sán Dìu, nhiều đời hành nghề y, chuyên điều trị các bệnh về gan như ung thư gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan cổ trướng, viêm gan B, C, men gan cao bằng các thảo dược quý trên rừng được nhà nước cấp chứng chỉ khám chữa bệnh. Nhà thuốc có địa chỉ tại đường 310, thôn Mi Kỳ, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số hotline 0982 267 986. Đi khám thì mới biết là mình tăng men gan. Thì bác sĩ bảo men gan của bác tăng 5 lần. Bây giờ nó chán ăn. Mà da giả là xù xì, mụn xuất ra đây là hay ngứa hết người. Có từng bãi một như sảy, nhưng ngứa nhiều, ngủ thì không được ngon giấc. Mà đi ngoài là cũng không được bình thường. Cảm giác tôi người lúc nào cũng mệt mỏi. Lúc nào cũng mệt mỏi mà không... mình nhiều lúc mình cũng bi quan. Thế là tôi cũng uống thuốc khắp rồi nhưng mà cũng không thấy đỡ. Chủ yếu là còn mình cũng nghèo cho nên là đi theo bảo hiểm của cựu binh. Thế thì sau con gái đi làm thì nó thấy nó cũng mách là cô Dư Ba cô lấy thuốc chuyên chữa về gan. Thế tôi cũng lên đây tôi đầu tiên thì tôi lấy có 5 ấm thôi. Thế nhưng tôi uống ấm thứ 3 tôi thấy nó dễ chịu. Thế là tôi cắt tiếp 3 lần, 15 ấm nhưng mà đại khái là tôi chỉ uống hết có 13 ấm. Bây giờ tôi khỏi cả đây xuất huyết thành mạch, bây giờ tôi cũng khỏi vì nó yếu quá, thành mạch nó chảy máu, xuất huyết ngoài da. Thế rồi là bây giờ đầu khỏi, rồi mặt nhẫn, đấy, ăn khỏe, ngủ khỏe, nằm là chỉ 2 phút là ngủ đi, dễ chịu. Vâng. Trước hết là cảm ơn cô Ba. Đấy. Thứ hai nữa là cũng khuyên mọi người là nếu mà bị chuyên về bệnh gan thì nên về gặp cô Ba cô điều trị. Vì thuốc của cô là thuốc gia truyền người dân tộc Sán Dìu, uống nó có hiệu quả. 55 tuổi là cô bị ung thư gan, ăn nó không tiêu, ăn uống nó thất thường không tiêu mà da nó còn vàng nữa. Da nó vàng, mắt còn vàng nữa. Đấy, biểu hiện là gan nó thế. Thế là cô đi khám gầy mòn lắm, cô thời là cô gầy mòn lắm, yếu, mà gầy. Cô có 41 cân thôi mà. Thuốc Tây thì cô chưa dùng. Cô không dám dùng thuốc Tây, cô chỉ dùng thuốc Nam thôi. Thế là cô lấy uống hơn một tháng, thì cô cảm thấy người nó nhẹ nhõm, mà ăn cảm thấy cũng... mỗi lúc nó ngon thêm một ngày là cô cứ uống thuốc Nam. Đến bây giờ cô cũng được bây giờ đến bây giờ là cô thấy khỏe khoắn mà ấy lắm rồi. Vẫn uống rượu bia vì không bỏ được thì nó men gan nó tăng thì vẫn phải dùng cái loại thuốc này để hạ men gan cao. Chú lấy một lần là một tháng ra lấy uống một tháng luôn. Cứ về pha nước uống bình thường, uống được 3 tháng rồi. 3 tháng, thấy kết quả ổn định, người khỏe khoắn, thoải mái. Uống rượu thoải mái luôn. Thì tôi cảm thấy là người nó mệt.
thì tôi có đi xét nghiệm ở bệnh viện huyện, sau đó là lên chuyển lên bệnh viện tỉnh của Vĩnh Phúc thì thấy là cái men gan của tôi bị tăng lên, người nó mệt, mà cân thì bị giảm xuống, mất 4-5 cân ấy. Thì tôi cũng cái nghề của tôi học ấy là thuốc tây, thế nhưng mà tôi lại không muốn là mình uống cái thuốc tây, mà tôi lại muốn là uống cái thuốc nam. Thì cũng nghe thấy là thực tế ra là tôi cũng đưa mấy người quen ấy, một người thì một đứa cháu là ở dưới sân bay Nội Bài thì nó uống rượu và men gan của nó cũng bị tăng, thậm chí là kèm theo cả cái bị nhiễm kiểu gan nhiễm mỡ đấy. Thì là tôi đưa nó ra đây này và cắt thuốc của chị Ba thì cũng thấy là nó khỏi. Thì tôi về tôi ra đây nói chị cắt cho tôi mấy năm trước ấy, thì uống khỏi rồi, thì là nhưng mà cái đợt này thì lại thấy người nó hơi mệt thì là tôi lại ra đây, là hôm nay tôi cũng ra đây là tôi nói chị cắt cho tôi uống. Cái thứ nhất là cái uống thuốc tây thì nó sẽ có tác dụng phụ nhiều, thế nên tôi không muốn uống thuốc nam như thế này này, vừa hai nữa là nó không có tác dụng phụ, mà lại dễ là khi tôi đến trường tôi có thể mang theo một chai nước đấy, tôi nấu sẵn nên tôi mang đi tôi uống